Hôm nay ngày 13 tháng 11, mình có một số cây hàng khai thác, những cây đã sống khỏe và một số cây thuần chậu. Đầu tiên là cây trang rừng, mã số 1. Trồng trang rừng thì hoa quả quanh năm, cây rất là xuyên hoa. Bể cốt của cây rất là già, mọi người về thay chậu và chơi. Dòng trang rừng thì sau hoa thì cây sẽ đậu quả. Quả khi chín có màu tím đen. Cây trang rừng mã số 1 giá 400 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã số 2, cây hải châu lá nhỏ xuống cầu. Kích thước lá rất là bé, cây cốt to, đế trải đều, cây có bộ đế rất là lực, hoành thân tầm 18, cây cốt to, chiều cao 50, cây hải châu mã số 2, mình đã đi một nước dây, cây số 2, giá 400 bao ship, cây hải châu đã đi một nước dây, cây hải châu lá nhỏ xuống cầu. Cây cốt to và bộ đế trải đều, giá 400 hình bao ship, cây cốt rất là to. Cây sam lưới trái mã số 3, cây này có chiều cao là 65, hoành thân thì tầm 8 đến 9 xăng. Cây trúc cành đã rất là già, cây nuôi cắt giật lâu năm, xương râm thì đã cứng cành. Cây đang trái trên cây. Cây sam lưới trái mã số 3 giá 1,2 triệu bao ship. Cây này mọi người nuôi thả cành rơi xuống thì sẽ rất là hay. Giá 1,2 triệu bao ship, một cây sam lưới trái hàng khai thác. Cây vẫn có chân rễ. Cây sam lưới trái mã số 3 giá 1,2 triệu mình bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã số 4, cây hải châu mini, cây chân rễ quái, cây có chiều cao là 30, tán ngang hơn 30, cây chân rễ, tất cả các chân rễ đều sống khỏe, một cây nghệ thuật rất là tương lai. Cây hải châu mã số 4 giá 750 bao ship. Cây rất đáng để mọi người sưu tầm, các tất cả các chân rễ đều sống khỏe. Dòng hải châu gành lá nhỏ. Dòng hải châu gành thì rất là dễ đậu trái. Cây hải châu mã số 4 giá 750 bao ship. Cây số 5 là cây linh sam. Cây này là cây linh sam sông Hinh. Cây có chiều cao là 50. Cây dáng quan nhân, cây này mình sẽ ship luôn chậu xi măng cho mọi người nuôi ổn định cây. Cây linh sam giá 300 hình bao ship. Cây có chiều cao là 50, giá 300 hình bao ship. Cây linh sam mã số 5, dòng linh sam sông Hinh. Dòng này thì kích thước lá tương đối đều và cây rất là xuyên hoa. Tiếp tục là cây sam lưới trái mã số 6, cây cốt cũng tương đối, lớn hơn ngón tay cái mình một tí. Chiều cao là 35, tán ngang là 45, tay cành là nuôi ấm tàn, cây đang cắt trái trên cây. Dòng này trái rất là to. Chốt cành đã nuôi to. Cây này mình giao lưu mọi người là 450 bao ship. Cây sam lưới trái nuôi ấm tàn, mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Giá 450 là bao ship.
Cây bạch sơn liễu mã số 7. Dòng bạch sơn liễu thì hoa nở chùm, hoa màu trắng sữa. Dòng này hoa nở rất là đẹp, cao đến thân chính hơn 40, đỉnh mặt cắt là hơn 40, cao đến tàn lá là 70. Cây bạch sơn liễu mã số 7. Cái này mình giao lưu một người là 300 bao ship. Thân này là thân lũa, cây lũa thép mọi người tận dụng ra đánh lũa chơi thì rất là nghệ thuật. Hoành thân tầm 30, hoành thân tầm gần 30, giá trị 300 bao ship. Cây số 8 là cây chiều xuân. Dòng chiều xuân thì hoa nở rất là thơm, hoa chùm, hoa cũng có màu trắng sữa. Quả của cây sẽ có màu đỏ cam. Cây cốt rất là to. Cây cao đến thân chính là 45. Cây chiều xuân. Cây này mình giao lưu một người là 300 bao ship. Một cây chiều xuân cốt rất là to, giá trị 300 bao ship. Tiếp theo là cây Hải Châu mã số 9. Cây này cái chiều cao là 60. Cây cốt to. Cây cốt rất là to, hoành thân tầm 22. Chiều cao 60. Cây Hải Châu mã số 9. Cây Hải Châu lá nhỏ, dòng này kích thước lá cũng hơi to một tí. Mọi người nuôi già thì lá sẽ cô bé lại. Chân rễ cũng khá mạnh. Cây này mình giao lưu một người là 550 bao ship. Cây Hải Châu mã số 9. Chốt cành thì đã nuôi to. Cây này mình cắt sửa lại. Chốt cành là nuôi to già. Giá 550 bao ship. Cây Hải Châu mã số 9. Cây Sơn Trà mã số 10. Cây này có chiều cao là 45. Bể ba thân liền cốt. Cây đã đi một nước dây. Giá giao lưu mọi người là 300 bao ship. Cây Sơn Trà, dòng Sơn Trà cấu tạo lá cũng rất là đẹp. Tại cành nước dây đầu tiên thì cũng đã ăn dây, mọi người có thể tháo được dây. Giá trị 300 bao ship. Cây Sơn Trà mã số 10. Cây bạch sơn liễu mã số 11. Cây này có chiều cao là 70. Cây cốt rất là to, cây tầm trung. Cây có hoành tầm 30, chiều cao 70. Mọi người so sánh với chai nước ngọt. Cây cốt rất là to. Tại cành thì đã đuôi to. Cây bạch sơn liễu mã số 11. Trong bạch sơn liễu thì hoa nở chùm, hoa màu trắng sữa, hoa rất là đẹp. Giá 850 bao ship, cây bạch sơn liễu mã số 11. Chốt cành thì mọi người có thể tháo được dây. Dòng bạch sơn liễu thì cũng rất là dễ cho hoa. Sau khi quạt lá tầm 25 ngày thì cây sẽ cho hoa. Và cây cuối cùng trong clip là cây sam nữ trái mã số 12. Cây này có thân thì mọi người so sánh ngón tay của mình, thân lớn hơn ngón tay út, gần bằng ngón tay cái. Chiều cao là 25, chiều ngang là 42. Cây sam nữ trái mã số 12, chốt cành là nuôi già. Giá 320 mình bao ship. Cái này thì mọi người chỉ việc thay chậu. Cây đã nuôi ấm tàn.
giá 320 mình bao ship. Cây sam núi trái mã số 12. Cây này là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình,